Các bạn ạ, à, như ở video trước thì mình đã mua được những uh, chiếc siêu xe Hotwell ở đây rồi Cũng như là cái bộ đường ray để cho những uh, chiếc siêu xe Hotwell nó chạy Nhưng một điều thiếu đó là chiếc bệ phóng cho những chiếc siêu xe Hotwell Thì ở đây đã có rồi, mình sẽ cùng nhau unbox cũng như là khám phá chiếc bệ phóng của những chiếc siêu xe Hotwell đây Để xem bên trong nó như thế nào nha các bạn Đi vào chi tiết hơn thì đây các bạn có thể nhìn ở phía ngoài đây luôn Ở đây là bộ Hotwell City à, Đây là mẫu mới của 2022, New Ford 2022 nha các bạn và sản phẩm này là bộ sản phẩm chính hãng nha các bạn kèm theo đấy ở trong này các bạn có thể nhìn thấy một chiếc uh, hotwell màu vàng này à, đây uh, được ghi ký hiệu attack uh, có nghĩa kiểu như uh, tấn công uh, các bạn một chiếc xe đua oh, đây là bề ngoài vỏ hộp của nó này các bạn đây thì bộ này nó có tên đó là hỏa long cường độ nha các bạn các bạn có thể nhìn thấy rồi đây nó là một uh, hình của một chiếc đầu rồng bây giờ mình sẽ cùng bóc ra luôn nha à, đây là tem phân phối chính hãng này đó, bóc thì mình sẽ bóc phía dưới này nha À, nói chung ai mà muốn khéo hơn mình có thể giữ lại vỏ hộp nha. Ừ, trước khi bóc ra thì ở phía dưới này các bạn có thể thấy một cái tờ hướng dẫn sử dụng này. Đó, cái này để mình lắp ráp cũng như kết hợp cái này và kèm theo đấy nó sẽ có thêm những cái mô hình khác này. Hotwell City. Đó. nếu mà kết hợp được hết trong cái bộ Hotwell này thì nó khá là nhiều nha các bạn. mình sẽ cần đầu tư thêm. À, ngay phía dưới đây đây sẽ là cái cái chốt khóa này các bạn, phần này là phần chốt khóa nha, Đó, mình rút cái chốt này ra, là mình sẽ lấy được uh, em hỏa long cường độ hot wheel này ra nha, Đó, này cái chốt, Xem nào, ttn, wow, nhìn đã các bạn ơi khi mình lấy ra thì các bạn có thể nhìn này ờ, em này rất là hay nha em này có bánh nha các bạn nha có bánh xe 4 6 bánh xe nha à, hai cái này là bánh giả thôi cái này không 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 chạy được nha các bạn cái này không chạy được à, và còn tiếp theo sẽ có thêm một chiếc xe này nữa này cũng bóc y chang như vậy các bạn ở đây nó sẽ có những chốt khóa này mình bóc mình mới, mới tháo ra nha các bạn Đó. Ok, đây là một chiếc uh, siêu xe. Đây là một chiếc uh, siêu xe màu vàng nha các bạn, chiếc uh, Hot Wheel màu vàng. Ôi chiếc này nó đi theo uh, trong với bộ uh, Hỏa Long Cường độ này các bạn ạ. À, tất cả những dòng xe này thì nó đều là uh, những uh, chiếc siêu xe chính hãng cả và chiếc này thì được sản xuất ở Indonesia các bạn nha à, đây để nó ghi tất cả thông số đó ra hết này. nhìn chiếc này thì được ký hiệu ở đây có chữ A chắc là chiếc xe là siêu xe đua các bạn ạ. À, và ở đây chúng ta sẽ vào chi tiết chiếc hỏa long cường độ này nha các bạn à, đây thì nó là một chiếc gọi là hình dạng của một chiếc đầu rồng một con rồng và đây là một chiếc xe nó có thể chở được rất là nhiều những siêu xe ở trên này các bạn này Đó, các bạn đặt lên đây này Đó, ở trên phía trên này các bạn sẽ đặt được hai chiếc siêu xe này cộng với ở trong này các bạn có thể đạt được thêm vài chiếc nữa một này hai và ba chiếc trong này ba chiếc tổng cộng là bốn chiếc và ở đây phía dưới này nữa các bạn ạ ở đây đạt thì là một chiếc nữa này đó và ở đây thì các bạn sẽ chở đi kéo đây mình sẽ phóng này đây các bạn ấn đây nó sẽ phóng ra đó lộn ngược luôn rồi đó. phóng xong ở đây nó lại thả xuống này phóng tiếp này đó chi tiết hơn ở chiếc hỏa lòng cường độ này thì phía dưới này các bạn thấy có hai bánh phía trước này những bánh này nó quay độc lập này và bánh này được làm màu cam nha ở đằng sau này cũng có hai bánh tổng cộng là bốn bánh và ở gần đây thì có hai bánh nữa nhưng mà những bánh này nó sẽ là bánh là bánh bánh tượng trưng thôi nha các bạn kèm theo đấy ở đây sẽ có dòng chữ hotwell này và ở cái cánh này các bạn bật được lên nha đó, bật được hai cánh này lên wow các bạn nhìn thấy không Ở phía trước này này có hai con mắt này trên này có sừng của con rồng này há mồm này đó khi nó há mồm ra thì kiểu nó bình thường nó phun lửa đó các bạn nhưng mà đây nó lại phun ra những chiếc siêu xe hot đó các bạn nhìn thấy chưa cái trên này là cái lẫy này để mình phóng những chiếc siêu xe hot wheel này đó, các bạn có thể nhìn thấy ở bên trong này này đó, là chỗ trong này là sẽ trôi cho mình đặt những chiếc siêu xe vào nhà các bạn đó, các bạn đặt xe vào đây đó, các bạn đây số này nó sẽ ở đây, đó, đây, sẽ ở đây. Đó, khi các bạn phóng này các bạn nhìn nhà phóng nhà à, mồm, đó là xe nó trong này nó phóng ra đó. phía trước này là cái phần uh, miệng của nó gọi là phần mồm của con rồng này đó. À, đó này đó, những chiếc răng này rồi là một uh, đây là một trong những cái bộ uh, hotwell hot wheel cũng như là một cái bệ phóng dành cho các bạn nào thích siêu tập nha rất là đẹp luôn Ờ, đã có hỏa long cường độ các bạn ạ đã có những chiếc siêu xe thì đây là những cái đường ray như là cái đường đua cho những chiếc uh, hot wheel hôm trước mình đã mua ấy. bây giờ mình sẽ lắp ráp vào để uh, cho nó phóng thử cho các bạn cùng xem nha Đó. cái này lắp ráp thì nó đơn giản thôi nó có cái chốt đây rồi những cái đường uh, đua hot wheel này nó làm rất là dẻo nha các bạn nhé bộ này thì nó là bộ màu cam này ngoài bộ màu cam này thì nó có một số cái màu sắc khác nữa nó có cái đường kẻ chỉ trong giữa này cái này thì nó có nhưng mà nhìn nó hơi mờ mình hơi khó thấy nha các bạn còn một cái chốt này các bạn sẽ lắp vào đây nha chốt này các bạn lắp đây này đó nó nối vào như này và mình sẽ gắn cái đường đua vào các bạn ạ rồi đó các bạn ạ cái bộ này thì nó dài 90 mươi phân ôi. ôi dài quá chỗ này là phải gỡ bớt một cái các bạn ạ. hơi dài quá nhỉ <laughs> Đó, đến để này Tại vì không gian uh, quay nó hơi chật hẹp đó các bạn Các bạn thả đây rồi các bạn ạ Nó xuống này Đây mình sẽ lắp được ở hai xe, ba xe này Cộng với hai xe mình sẽ dự phòng ở trên này Đó Ồ, chiếc men này hơi to nha các bạn nha À, cũng vừa, ở mình cứ tưởng to hơn, hóa ra là vừa đó, Cái này thì Ở đây thì các bạn có thể lắp được ở phía sau này nữa nhá, Phía sau này để các bạn uh, cho những uh, chiếc xe dự phòng vào đó như thế này có thể lắp được vào nữa cho thêm uh, những chiếc siêu hot wheel vào đây này mình đặt ở đây đó <laughs> là chờ xếp hàng để vào các bạn ạ Ồ, khi xe đã được lên uh, bệ phóng hoàn toàn rồi thì mình sẽ bắt đầu phóng những chiếc siêu xe hot wheel nha các bạn đó đấy mình đặt nó hơi lệch các bạn ạ. Ôi <laughs> bắt đầu khai hỏa. Ôi <laughs> sau phát lại tiếp đó hai chiếc. <laughs> này vướng đường các bạn ạ. ra ngoài thì đường đua này nó hơi ngắn này. lật ngược rồi các bạn cái bộ Hỏa Long cường độ này thì các bạn có rất là nhiều cách chơi. Nói chung mình chơi thì các bạn sẽ chơi theo những cái sáng tạo của mình nha các bạn. Đó, ví dụ như thế này mình phóng ra này. Chu. Há mồm. Há mồm nó chui ra các bạn ạ. lần ngược luôn này. ôi nó lao rồi các bạn. <laughs> OK vậy là cái video hôm nay thì mình cũng đã kết thúc rồi và đây là chiếc hỏa long cường độ ở trong bộ siêu tập của Hotwell và bộ này là bộ mới 2022 nha các bạn. qua những lần mình phóng thử ấy, thì mình thấy chiếc hỏa long cường độ này nó phóng không được mạnh lắm các bạn ạ nhưng mà về cái độ đẹp và độ để trưng bày cũng như để chơi thì cầm đi này để phóng này các bạn thì em này nó là nhất luôn. Video thì đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm cũng như theo dõi video. Các bạn đừng quên cho mình xin một like, đăng ký kênh và ấn chuông cũng như là bình luận ở phía dưới để cho em Hỏa Long cường độ này nó được uh, giao lưu với các bạn nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo.